Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay để các bạn xem về cây hồi đầu thảo. Một cây thuốc rất quý các bạn. Đây chính là cây hồi đầu thảo này các bạn. Cây hồi đầu thảo này thì có lá hình bầu dục các bạn. Lá của nó thì cũng tương tự như lá của cây dâu hùm. Hoa của cây hồi đầu thảo này thì cũng tương tự hoa của cây dâu hùm, nhưng nó bé hơn, lá cũng bé hơn. Hai phần lá thì đều nhẵn. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền thì đã sử dụng cái củ của cây hồi đầu thảo này để làm thuốc. Nó có tác dụng rất tốt cho bệnh về đường tiêu hóa hoặc những bệnh liên quan đến phổi. Một điều đặc biệt là cái củ của cây hồi đầu thảo này các bạn này, là người dân tộc thiểu số vùng cao ạ, người ta dùng cho người sắp qua đời. Nó có tác dụng là kéo dài thời gian sự sống cho người sắp qua đời các bạn. Khi mà người dân tộc người ta có người nhà mà sắp qua đời ạ, người ta muốn kéo dài cái thời gian thêm 1 2 ngày để chờ những người thân ở phương xa về để gặp mặt, thì người ta dùng cái củ của cây hồi đầu thảo này các bạn nhé. Thì họ dùng cái củ của cây hồi đầu thảo này, người ta dùng ở dạng tươi, người ta hầm với cả thịt gà hoặc là có thể là có chim, thịt chim thì càng tốt. Nếu không thì người ta hầm với cả cái quả tim lợn hoặc là thịt lợn cũng được. Người ta hầm và ninh lấy nước, người ta cho cái người mà sắp qua đời đấy uống cái nước này. Nếu trường hợp mà yếu quá thì người ta sẽ dùng cái ống sông, người ta đưa cái nước linh của cái củ hồi đầu thảo này với cả các loại thịt, người ta cho bơm vào cho người người bệnh uống cái nước này. Nó sẽ có tác dụng là kéo dài cái thời gian để mà chờ gặp mặt người thân. Đấy là theo kinh nghiệm của người vùng cao, người ta sử dụng như vậy. Cái hồi đầu thảo này thì hiện nay là trong rừng già thì là còn rất ít, bởi vì là rất nhiều người đi săn lùng cái cây hồi đầu thảo này. Một vị thuốc rất quý hiếm các bạn. Tôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn.